60 học sinh từ 9 đến 14 tuổi lần đầu tiên tham gia chung kết cuộc thi lập trình với chủ đề WeCode, ngày hội chúng ta cùng lập trình do Học viện STEM tổ chức, ghi nhận của phóng viên truyền hình Thanh Niên. Cuộc thi nhằm thúc đẩy niềm đam mê lập trình của học sinh, giúp các em nâng cao khả năng lập trình và xây dựng những kỹ năng khác về phân tích, giải quyết vấn đề. Qua đó học sinh sẽ phát triển được kỹ năng tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Với chủ đề giao thông công cộng, các kỹ sư robot nhí đã thiết kế các sản phẩm lập trình theo các nội dung, âm nhạc và nhảy múa, trò chơi, kể chuyện nhằm thể hiện các ý tưởng về việc làm sao để phát huy vai trò lợi ích của giao thông công cộng, cũng như để cải thiện chất lượng dịch vụ hiện tại. Trong 60 phút dự thi, sản phẩm lập trình phải thể hiện ý tưởng của thí sinh để phát huy vai trò của giao thông công cộng, những lợi ích cũng như ý tưởng để cải thiện chất lượng dịch vụ hiện tại. Kết quả chung cuộc, 3 giải cao nhất ở hạng sơ cấp đều thuộc về học sinh khối lớp 4 của trường tiểu học Đoàn Thị Điểm. Trong đó giải nhất thuộc về em Nguyễn Trần Thủy Chi với sản phẩm là câu chuyện về các lợi ích của giao thông công cộng. Em cảm thấy rất là vui và hôm nay thì đến với cuộc thi hôm nay em được làm quen với những bạn mới và được biết thêm các kiến thức về giao thông công cộng. Ví dụ như là khi mà chúng ta đi các cái phương tiện cá nhân của chúng ta thì rất là nhiều khói bụi và mà những người khác phải hít phải. Chúng ta nên đi giao thông công cộng để thứ nhất là chúng ta sẽ bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp hơn. Chúng ta sẽ chúng ta sẽ không bị hít phải những cái thứ độc hại như thế và sẽ giảm ách tắc giao thông ạ. Khi tham gia cuộc thi này là mong muốn cho con nó tức là các cháu được trải nghiệm về những cái robot, những cái về máy tính này, cho cháu quen dần với những cái bước đi đầu tiên như này để cháu có thể sẽ làm được những cái đấy là chỉ là những cái đam mê của cháu thôi. Thì cứ muốn bây giờ là muốn để cho cháu yêu thích những cái đam mê của cháu để cháu có thể là những cái để sau này cháu có thể làm được những cái công việc mà cháu yêu thích. Qua khám trường thì tôi thấy là các bạn làm rất là tốt trong khoảng thời gian rất là ngắn, chỉ có khoảng tầm 10 buổi như thế thôi. Thế tuy nhiên là các bạn có thể là hoàn thiện các sản phẩm theo đúng yêu cầu của tổ chức, đồng thời cái tính sáng tạo của các sản phẩm cũng rất là cao. WeCode, chúng ta cùng lập trình, nằm trong chuỗi sự kiện hội trại công nghệ số do Hiệp hội Build on Unity, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ phát triển thế hệ trẻ của Malaysia tổ chức. Đây là cuộc thi lập trình quốc tế giữa các nhóm học sinh đại diện cho các trường tiểu học, trung học cơ sở tại các nước trong khu vực Đông Nam Á. Theo dự kiến, các em học sinh đạt giải tại ngày hội này sẽ tham gia tranh tài cùng học sinh các nước ASEAN trong cuộc thi lập trình quốc tế sẽ diễn ra tại Indonesia vào ngày 19 tháng 11 tới.